Video này thì em sẽ chỉ cho các bác, cập nhật cho các bác cái đường đi ở Son 30. Hiện tại thì đường đi Son 30 rất là đẹp, bởi vì họ vừa mới nâng cấp. Các bác có thể nhìn thấy con đường này này, đây con đường bên kia. Đấy, quay cho các bác xem cái con đường bên này này. Đấy, bây giờ họ rải nhựa rất là đẹp rồi. Trước đây thì để đi qua con đường này thì rất là sóc và đường rất là xấu, nhiều ổ gà, ổ voi. Nhưng hiện tại thì họ nâng cấp lên rất là đẹp. Đấy, và ở trên đường thì các bác có thể nhìn thấy rất là nhiều bản rất là đẹp. Họ sống ở trên các sườn đồi. Đây là bản của những người dân tộc Mường. Họ sống trên các sườn đồi rất là, nhìn rất là đẹp. Đấy, xung quanh ở khu vực này có rất là nhiều nhiều rừng trúc. Đấy, như các bác biết là trúc là một cái loại cây mà thải ra oxy gấp 2 lần các loại cây khác. Nếu như các bác mà cảm thấy mà trong người cảm thấy rất là stress thì các bác nên đến những cái khu rừng trúc này, đi qua những khu rừng trúc này các bạn. Các bác thấy là con người mình nó khỏe ngay và cái năng lượng trong mình nó cao hơn. Đấy. Và hiện tại thì những bà con dân tộc Mường ở đây thì đang thu hoạch lúa và chuẩn bị đất cho cái vụ mới rồi. Đấy, các bác mà đi qua đây thì các bác có thể thấy người dân ở đây lao động trên những ruộng bậc thang rất là đẹp. Đấy, trên đường thì có nhiều điểm mà chúng ta có thể dừng lại chụp ảnh và có thể đi bộ xung quanh và tận hưởng cái không khí trong lành.